Thưa quý vị, Tổng thống Trump nói rằng ông có quyền tuyệt đối để tuyên bố tình trạng khẩn cấp. Vào ngày thứ ba, Tổng thống Trump tuyên bố là ông sẽ chiến thắng trong 9 trận pháp lý liên quan đến việc kiện tụng chuyện ông tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia nhằm lấy tiền xây tường biên giới. Nói chuyện với các ký giả tại Tòa Bạch Ốc, Tổng thống Trump cho hay ông đã làm tốt việc chống lại các đơn kiện và thêm là ông đã có lý hoàn toàn khi tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia. Tổng thống Trump nói thêm, tôi nghĩ cuối cùng chúng tôi sẽ thành công với vụ kiện tụng này và tôi thật sự nghĩ là chúng tôi đã làm rất tốt, ngay cả trong phạm vi khu vực, vì đây là một trường hợp kiện tụng công khai và dứt khoát. Một nhóm gồm 16 tiểu bang, bao gồm cả California, New York và Colorado, đã đệ đơn kiện Tổng thống Trump hôm qua về lệnh khẩn cấp này tại tòa án thuộc khu vực 9 tại thành phố San Francisco với cáo trạng là Tổng thống Trump đã vi phạm hiến pháp. Văn phòng của Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi cũng ra tuyên bố báo chí có đoạn như sau. Không ai đứng trên luật pháp được, các nhà lập pháp Cộng hòa cần phối hợp với các đồng nghiệp dân chủ và cùng đứng về nhân dân Hoa Kỳ chống lại hành động quá táo tợn của Tổng thống Trump.